Cũng trong sáng nay, tại hội trường, Quốc hội thảo luận về điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, tiểu dự án trong chương trình, vì đây là nội dung có tác động trực tiếp đến sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo nhiều đại biểu, thời gian qua, chương trình đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tạo tác động tích cực đến đời sống người dân, đặc biệt ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc, ảnh hưởng đến kết quả triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, đặc biệt là vấn đề phân bổ nguồn vốn. Giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu Allen cho biết, Chính phủ đề nghị Quốc hội điều chỉnh nguồn vốn của chương trình để phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình triển khai. Theo nghị quyết, nguồn vốn chương trình được quy định là nguồn vốn đầu tư công trung hạn, nhưng trong thực tế là hàng năm. Vì vậy, Chính phủ đã xây dựng phương án phân bổ vốn chương trình, bao gồm cả vốn đầu tư công và vốn chi thường xuyên. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã xem xét biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo đó, đợt 2 bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 và bế mạc vào ngày 29 tháng 6, tăng thêm một ngày so với dự kiến ban đầu, bổ sung vào chương trình làm việc nội dung xem xét thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật các tổ chức tín dụng.